Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khánh thành nút giao vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đoàn học sinh Việt Nam thắng lớn tại Olympic quốc tế năm 2020. Băng giá xuất hiện trên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Du lịch Việt Nam kỳ vọng sớm phục hồi. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, dự án xây dựng mở rộng nút giao vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận quận Long Biên, Hà Nội đã chính thức thông xe vào ngày 9 tháng 1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự cắt băng khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nút giao vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gồm 4 tầng xe chạy, chiều dài gần 1,5 km, chiều rộng mặt đường từ 33 đến 51 m. Dự án hoàn thành tạo thành nút giao lập thể hoàn chỉnh, giúp cho các phương tiện tham gia giao thông kết nối ra vào nút giao được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cổ Linh, góp phần xóa điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía đông bắc của thành phố. Cùng ngày, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 cũng chính thức khởi công xây dựng gồm 4 làn xe lưu thông. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, được xây dựng về phía hạ lưu sông Hồng. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2016-2020, ngành thông tin và truyền thông tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Các chỉ số tăng trưởng của nhiều lĩnh vực thuộc ngành đều được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Theo báo cáo về chỉ số tích hợp phát triển bưu chính năm 2019 do Liên minh Bưu chính Thế giới công bố xếp hạng, Việt Nam xếp hạng thứ 45 trên 172 quốc gia, tăng 5 bậc so với năm 2018. Việt Nam cũng đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trong bảng xếp hạng về an toàn, an ninh mạng toàn cầu do Liên minh Viễn thông Quốc tế đánh giá, từ thứ hạng 100 năm 2017 lên thứ hạng 50 năm 2019. Mới đây tại Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương những học sinh trung học phổ thông đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020. Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi năm đã đoạt 22 huy chương và giải thưởng. Tham dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng và nhấn mạnh lễ tuyên dương học sinh trung học phổ thông đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020 diễn ra khi đất nước nói chung, ngành giáo dục nói riêng vừa trải qua một năm đặc biệt. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nhưng với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các thầy cô giáo và các em học sinh sinh viên, năm 2020 nước ta vẫn đạt được những thành tựu nổi bật, ngành giáo dục vẫn đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, trong đó có kết quả thi Olympic quốc tế của các em học sinh trung học phổ thông. Năm 2020, năm học đặc biệt của ngành giáo dục. Năm 2020 là năm học đặc biệt với nhiều khó khăn, bất thường và bất ngờ không thể dự đoán được. Tuy nhiên, thách thức đó lại là cơ hội để thầy trò cùng nỗ lực, toàn ngành cùng quyết tâm để duy trì việc dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 mà vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tháng 2 năm 2020, kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước sẵn sàng quay trở lại trường, chuẩn bị bước vào học kỳ 2 của năm học 2019-2020. Nhưng mọi việc đã hoàn toàn đảo lộn khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam. Thực hiện phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, ngay trong tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành hướng dẫn về dạy học qua Internet và trên truyền hình. Trước đó, hình thức dạy học này chưa từng được thực hiện ở bậc phổ thông. Cùng với dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cũng được nhiều địa phương triển khai. Bản thân trường tôi ấy, là các cô đã nâng lên rất nhiều về cái công nghệ thông tin. Ngày xưa thì bảo, ôi dồi ôi, em không biết làm cái này, không biết làm cái kia. Thế nhưng mà qua cái Covid, người ta tự học hỏi nhau này. Rồi có những bậc phụ huynh trợ giảng cùng này. Rồi có con cùng đồng hành. Thế là giáo viên dạy rất là tốt. Năm 2020 cũng ghi nhận kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được tổ chức thành hai đợt khác nhau. Trong đó Đà Nẵng, Quảng Nam và một số địa phương có ca dương tính với Covid-19 đã lùi lịch thi sau. Các địa phương còn lại tổ chức thi trước với các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt. Đặc biệt, sau 6 năm chuẩn bị thì năm 2020 chương trình giáo dục phổ thông mới cũng bắt đầu được triển khai ở lớp 1. Sau những ồn ào về sách mới thì hiện cả thầy và trò đang dần bắt nhịp với không khí học tập mới. Qua các hoạt động trải nghiệm đó thì học sinh của chúng tôi phát triển được cái tư duy, năng lực
và phát triển được cái tính sáng tạo tích cực trong học tập, đặc biệt là phát triển cái ngôn ngữ giao tiếp và cái năng lực phẩm chất cá nhân của bản thân ạ. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực và thành quả của năm học đạt được sẽ là động lực để toàn ngành triển khai thành công nhiệm vụ đặt ra cho năm học 2021 và những năm tiếp theo. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết Bắc Bộ, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường chủ động có phương án phòng chống rét, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trong những ngày trời rét đậm, rét hại. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định không quy định chi tiết về việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày trời rét đậm như mọi năm, mà giao quyền chủ động cho các hiệu trường. Tùy theo điều kiện thực tế và diễn biến thời tiết ở mỗi địa bàn, hiệu trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm vào buổi sáng. Trong những ngày trời rét đậm, phụ huynh học sinh có thể cho con nghỉ học ở nhà và thông tin cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý, các nhà trường trong những ngày trời rét không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời và không bắt buộc học sinh mặc đồng phục. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mưa lũ tại miền Trung hạ tầng xuống cấp, năm 2020 của ngành đường sắt khép lại với nhiều số liệu tụt giảm nghiêm trọng, ước số lỗ của đường sắt hơn 1.300 tỷ đồng. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, năm 2020, đường sắt chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, mưa lũ tại miền Trung, trong khi hạ tầng đường sắt cũ kỹ, lạc hậu nên khó cạnh tranh với các loại hình vận tải khác. Cùng với đó, việc triển khai thi công dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh cũng ảnh hưởng tới hoạt động chạy tàu. Số lượt hành khách đi tàu có tháng chỉ đạt 30 đến 35% so với cùng kỳ. Đây là mức thấp nhất trong lịch sử ngành đường sắt. Theo đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, năm 2021, ngành đường sắt tiếp tục đối diện nhiều khó khăn. Vì vậy phải xây dựng cơ chế đầu tư và thu hút nguồn lực, phân kỳ quy mô đầu tư, mối hàng hóa, đề xuất danh mục đầu tư ưu tiên, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng đề án, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật như luật đường sắt vì liên quan đến quản lý khai thác, kết cấu hạ tầng, quản lý liên với khai thác và kinh doanh. Để bảo vệ cây tỏi không bị thiệt hại bởi thiên tai dịch bệnh, vài năm gần đây, nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã giăng lưới trên các cánh đồng. Đây được xem là sáng kiến độc đáo của nông dân huyện đảo để hạn chế sức gió, nước biển và sâu bệnh lây lan. Cũng như nhiều nông dân khác, khi vừa xuống giống vụ tỏi là ông Nguyễn Xuân Thành lại giăng lưới xung quanh các ruộng tỏi, bởi ba sào tỏi của ông đều giáp biển, sử dụng lưới tre giúp hạn chế sức gió và nước mặn để bảo vệ cây tỏi khỏi bị ngã đổ, chết yểu. Mùa này là do nó cấp 7, cấp 8 hoặc là cấp 9, thì mình buộc là mình phải rồ lưới, chứ nếu mình không rồ là nó thấu vô là nó gấp tỏi, nó hư hết. Lưới dùng để bảo vệ ruộng tỏi là lưới bắt hải sản đã qua sử dụng, có mắt lưới nhỏ, độ cản gió cao, nên mỗi sào tỏi nông dân chỉ cần đầu tư khoảng 600.000 đồng để mua lưới và trồng trụ. Chi phí đầu tư thấp, sử dụng được nhiều mùa vụ. Giăng lưới dài cho coi như cho nên cây tỏi cho nó khỏi ngã, khỏi té, khỏi đập. Cho nên là coi như mình nếu mình giăng lưới thì nó cũng đọt hơn, cũng nó to hơn. Còn nếu cái chỗ những cái vùng mà không giăng á là cây tỏi nó đập. Việc giăng lưới không chỉ hạn chế sâu bệnh, hạn chế ảnh hưởng của nước biển, gió biển, giúp tăng năng suất và sản lượng thu hoạch, mà còn giúp hạn chế sử dụng thuốc hóa học trong quá trình sản xuất tỏi. Về hiệu quả của việc bón lưới thì nó ban đầu mình thấy là hiệu quả nó rất là cao, là nó chống được là cái lượng là cát là sản xuất của bà con mình ba đi, thì cái lớp cát này á, là nó giữ ẩm cho cây tỏi. Cái lợi ích tiếp theo á là nó che chắn được gió, nó tránh được là cây tỏi bị la gốc, ngã đổ và dập lá. Vụ tỏi đông xuân ở Lý Sơn canh tác xuyên suốt trong mùa đông nên chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc liên tục tràn về với sức gió cấp 7, cấp 8, cấp 9 ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây tỏi. Do đó, việc tận dụng lưới đánh bắt hải sản đã qua sử dụng là một sáng kiến giải pháp hữu ích cho nông dân các xã đảo. Trong đợt rét đậm rét hại này, trên địa bàn huyện vùng cao biên giới Mèo Vạc tỉnh Hà Giang đã xuất hiện băng giá, nhiệt độ phổ biến ở mức dưới 5 độ C. Vào ban đêm, nhiệt độ xuống thấp dưới âm 2 độ C. Băng giá và sương muối xảy ra trên diện rộng.
Dù phải chịu nhiều khó khăn, nhưng chính quyền và người dân địa phương đã chủ động các phương án phòng chống rét để giảm thiểu thiệt hại. Các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới vẫn duy trì các chốt gác 24/24, thường xuyên tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Cấp ủy chính quyền một số xã biên giới gồm Xín Cái và Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc cho biết, liên tục nhiều ngày nay, nhiệt độ tại khu vực này xuống thấp, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khu vực biên giới, nhất là khu vực giáp danh với Trung Quốc, nơi mà hàng trăm chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái đang căng mình nơi tuyến đầu, thực hiện nhiệm vụ chốt trực, phòng chống dịch COVID-19 cũng như ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép của công dân. Băng giá phủ trắng làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trên chốt. Trong mấy ngày vừa qua thì thời tiết nhiệt độ xuống rất thấp, là cái cuộc sống của anh em ở trong chốt là cũng rất vất vả. Cái nhất là cái cuộc sống về nước đôi là đóng băng hết, là anh em lấu lướng là cũng rất là khó khăn. Cái thứ hai, việc tuần tra kiểm soát các cái khu vực được đảm nhiệm ở trên chốt là cũng rất là vả. Đêm hôm nhiệt độ xuống thấp, anh em đi tuần tra là sương mù dày đặc, hai là tuyết rơi, nên là anh em cũng cuộc sống anh em là cũng là rất là vất vả và khó khăn. Nhưng mà vì nhiệm vụ của cấp trên giao, anh em cũng cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, các xã khu vực biên giới đã cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn bản, hướng dẫn nhân dân tổ chức phòng chống đói rét cho người và vật nuôi, yêu cầu các đơn vị trường học chủ động cho học sinh nghỉ học, khuyến cáo người dân các biện pháp giữ ấm và bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là đối với người già và trẻ em. Hướng dẫn bà con nhân dân phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm và cho cả con người. Chúng tôi hướng dẫn bà con nhân dân che chắn chuồng trại và giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm, không chăn thả ra ngoài, tránh gia súc lạnh bị chết. Trong bối cảnh tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương tiếp tục vận động bà con nhân dân chủ động các biện pháp giữ ấm cho đàn gia súc, hướng dẫn các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại, tăng cường chế độ dinh dưỡng, bổ sung thêm muối và thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho gia súc. Tham gia này là đúng ba hơi nhiều đấy, nhưng mà cả hôm nay cả vị bác xá đấy, cả về thông báo cho đồng viên cho các nhân dân là nuôi bùa nuôi trâu là và phải nuôi cho nó đặc bỏ, nên cái thằng gia này hơi rét quá, nhưng mà phải cho nó ăn non, cho cái bò nó ăn non một ngày phải cho nó ba bữa. Của cái thằng gian này là con bò mới nuôi được, con bò mới sống được, con bò có trâu đấy, nó mới được ăn no, nó mới béo được. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt, nhưng chính quyền và người dân địa phương đã chủ động các phương án phòng chống rét để giảm thiểu thiệt hại. Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới vẫn duy trì các chốt gác 24/24, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Sáng ngày 9 tháng 1, tại đỉnh núi Mậu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ xuống thấp đến mức âm 3 độ C. Băng tuyết dày đặc đã thu hút đông khách du lịch tới Mậu Sơn chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú này. Từ khi có băng tuyết, đã có hàng nghìn du khách từ các tỉnh lân cận đổ về khu du lịch Mậu Sơn để được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp kỳ thú hiếm gặp này. Các cành cây thảm thực vật được bọc một lớp băng trong suốt như pha lê, toàn cảnh Mậu Sơn bao phủ một màu trắng, khiến khung cảnh trở nên kỳ vĩ và độc đáo. Cái lạnh ở đây khá là buốt, cái lạnh này kiểu nó thấu xương, thấu người luôn ấy ạ. Và đây là trải nghiệm lần đầu tiên là tôi cảm thấy rất là thú vị. Băng tuyết xuất hiện tại Mậu Sơn từ sáng ngày hôm qua mùng 8 tháng 1. Đến ngày mùng 9 tháng 1, nhiệt độ trên đỉnh càng hạ thấp hơn, kèm theo độ ẩm cao và mây mù, khiến băng tuyết càng dày hơn. Băng nó dày hơn vào tầm khoảng từ 5 giờ cho đến 8 giờ hôm nay. Dự báo băng tuyết trên Mậu Sơn sẽ vẫn còn duy trì trong thời gian tới nếu nhiệt độ vẫn ở mức âm. Người dân muốn lên Mậu Sơn cần mặc đủ ấm, bố trí phương tiện di chuyển hợp lý vì đường lên Mậu Sơn nhỏ và nhiều khúc cua, rất dễ xảy ra ùn tắc giao thông trong thời tiết giá rét. Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế năm 2020 chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm 79,5%. Khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 312.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh du lịch toàn cầu với các giải thưởng như Điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2020, Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Nhận định về kịch bản phục hồi du lịch Việt Nam trong năm 2021, ngành du lịch định hướng tiếp tục khai thác mạnh thị trường nội địa, chú trọng phát huy liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp theo phương châm liên kết, hành động và phát triển. Song song với đó là xây dựng các phương án chủ động đón khách du lịch quốc tế trở lại sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Trong ngày đầu năm mới 2021, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố khác như thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình đã tổ chức đón các đoàn khách đầu tiên với kỳ vọng cho một năm mới nhanh chóng hồi sinh. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1, các khu cách ly tập trung của tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận theo dõi sức khỏe cho 494 công dân trở về từ nước ngoài. Những ngày đầu tháng 1 năm 2021, tỉnh đã chuyển 552 công dân đi Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh để thực hiện cách ly phòng chống dịch. Dự kiến số lượng người trở về qua biên giới Cao Bằng sẽ tiếp tục tăng cao vào những ngày cận Tết Nguyên đán, khiến các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh quá tải. Để giảm tải cho các khu cách ly, thời gian tới, các ngành chức năng tỉnh Cao Bằng tiếp tục phân luồng công dân đến các khu cách ly ở các địa phương có số lượng tiếp nhận công dân nhập cảnh tăng cao. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu cách ly, đề nghị một số tỉnh nội địa tiếp tục thành lập các khu cách ly để thực hiện cách ly công dân xuất nhập cảnh qua biên giới tỉnh Cao Bằng. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt việc cách ly công dân nhập cảnh vào Việt Nam, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các cơ sở cách ly tự nguyện có thu phí cũng đã nâng cao trách nhiệm của mình, đồng hành cùng tỉnh và người cách ly để phòng chống dịch một cách hiệu quả. Khách sạn Phát Linh, tọa lạc tại khu du lịch Bãi Cháy. Bình thường nếu không có dịch COVID-19 vào mùa cao điểm, khách sạn này luôn trong tình trạng cháy phòng. Tuy nhiên do dịch bệnh, đơn vị đang gặp khó và phải xin thành phố Hạ Long để làm điểm cách ly tự nguyện có trả phí. Giải quyết công ăn việc làm cho nhân viên và giá phòng cũng giảm một nửa so với niêm yết. Khách sạn đã dành 327 phòng để đón khách cách ly, ngoài ra còn 17 phòng hỗ trợ cho lực lượng y tế và nhân viên. Chúng tôi đã được cái trung tâm y tế của thành phố Hạ Long là đến đây trực tiếp là đào tạo, cũng đó sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục là hướng dẫn cho tất cả các cái cán bộ công nhân viên là thực hành đóng vai trong các cái trường hợp đấy thì xử lý như thế nào. Tại khách sạn luôn có lực lượng an ninh túc trực 24/24, nhân viên cũng được tập huấn đầy đủ. Các phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho người cách ly tự nguyện. Các phương án dự phòng cũng được khách sạn tính đến nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên cũng như du khách. Trên địa bàn, chủ các khách sạn đều cam kết với chính quyền thành phố chỉ phục vụ mục đích cách ly phòng chống COVID-19, không phục vụ mục đích khác. Đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu như điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm, đảm bảo không khí thoáng, phòng chống cháy nổ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố trong công tác đảm bảo an ninh an toàn tại đơn vị mình. Trong tình huống mà còn nhiều công dân nữa có nhu cầu ở các khách sạn còn lại, thì chúng tôi sẽ huy động thêm nhân lực y tế từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, từ Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Sản Nhi, v.v. Và những cái lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sẽ vào cuộc. Cho nên là các công dân yên tâm và nhân dân yên tâm khi mà các cái khách sạn cách ly tập trung nộp phí đảm bảo hoàn toàn, an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về tránh lây chéo và an toàn về y tế tại các cái trung tâm này. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị phương án từ đầu, đưa danh sách một số khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long để công dân cách ly tự nguyện có trả phí, với khả năng đáp ứng được trên 1.000 công dân có thể ở cách ly tập trung. Có đầy đủ lực lượng công an, dân phòng, giám sát y tế một ngày hai lần. Ngành y tế cũng đã thành lập ban để giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ cho các khách sạn các kỹ năng để phòng chống dịch. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ vụ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Cụ thể vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1, tại trục đường ra biên giới thuộc thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc,
Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng PA09 Công an tỉnh Lạng Sơn cùng đồn Biên phòng Thanh Lòa bắt quả tang hai đối tượng là Lăng Văn Nam sinh năm 1998 và Lưu Văn Mìn sinh năm 1999 cùng trú tại Bản Lòa, xã Thanh Lòa đang thực hiện hành vi đưa 4 người sang Trung Quốc làm thuê. Mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt khẩn cấp Vi Văn Định sinh năm 1998 và Lưu Văn Lịch sinh năm 1999 đều trú tại Bản Lòa, xã Thanh Lòa là đối tượng có liên quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.